Hey, chào mừng tất cả các bạn quay lại với so sánh smartphone. Trong video này thì mình sẽ tổng hợp và so sánh giá các nơi của series iPhone 14 nhé. Chắc là chỉ một vài hôm nữa thôi là chính thức sản phẩm của dòng iPhone 14 series sẽ về đến Việt Nam rồi. Hiện tại thì hầu hết các cửa hàng đều đã có giá bán chính thức rồi. Thế là bạn nào có dự định mua sản phẩm của dòng này thì hãy theo dõi video hôm nay của mình để có được sự lựa chọn điểm mua tốt nhất nhé. Link mua những sản phẩm này thì mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn nha. Ok, bắt đầu Thế giới di động trước đi. Thì mình tin là hầu hết các bạn đều sẽ lựa chọn Thế giới di động để mua nếu ở đây có hàng. Mặc dù có thể là ở đây nó đắt hơn một chút so với những nơi khác đúng không ạ? Ở Thế giới di động thì như các bạn thấy, iPhone 14 có giá là 24 triệu 990 nghìn, gọi là 25 triệu đi. iPhone 14 Plus là 28 triệu, 14 Pro là 31 triệu và 14 Pro Max là 34 triệu. Những cái thông số về điện thoại thì chắc là các bạn cũng biết hết rồi nhỉ? Nếu cần thì các bạn để lại cho phần bình luận để làm thêm video so sánh về thông số iPhone 14 series này nhé. Rồi, quay lên trên này thì các bạn xem một số những cái ưu đãi khi mua kèm iPhone 14 nhé. Đây ví dụ như là lên đời để trợ giá thu cũ đổi mới 2 triệu này, bảo hành rơi vỡ 12 tháng, bảo hành 2 năm, đó vân vân. Hay là như là một số những cái ưu đãi đi kèm khi mà bạn mua iPhone 14. Nếu như mà bạn mua thêm Apple Watch Series 8 thì giá chỉ còn 9 triệu 592 nghìn thế này. Hay như là bạn mua AirPods Pro thì giá chỉ còn 4 triệu 753 nghìn. Đó, khá là nhiều những cái ưu đãi khi mua kèm. Các bạn có thể tự mình xem để có thể thấy đầy đủ và chi tiết hơn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua địa điểm tiếp theo, đó là bên Hoàng Hà Mobile. Giá bên này thì nhìn có vẻ là rẻ hơn một chút so với bên Thế giới di động. Ở đây thì bản 128GB có giá là 21 triệu 850 nghìn. Còn bên Thế giới di động bản 128GB thì nó có giá là 25 triệu cơ. Bản 256GB ở đây có giá là 25 triệu. Còn bản 512GB có giá là 30 triệu. Ở đây thì lại không có bản 1TB. Đó, có các màu để các bạn lựa chọn xanh này, đỏ này, vân vân. Có, ở đây tất cả có 5 màu. Giá các màu thì đều như nhau hết. Đây, phiên bản 256GB các màu cũng như nhau này. Bản 512GB các màu cũng như nhau. Ok, nói chung là các màu như nhau thôi chứ không có màu nào đắt hơn cả. Về cái khuyến mãi thì thứ nhất là bạn sẽ được giảm thêm tới 3 triệu khi mà mở thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EPO này. Thứ hai là giảm tới 2 triệu nếu mà thanh toán qua VNPay QR, trả góp 0% qua thẻ tín dụng hay là ngân hàng này, trả trước 0 đồng thủ tục nhanh chóng vân vân. Thu cũ đổi mới giảm tới 1 triệu 500 nghìn đồng. Đó, cũng khá là cơ bản thôi. Cái này chắc là khuyến mãi các bạn cũng khá là quen rồi, cũng không có gì phải nói nhiều cả. Địa điểm mua thứ ba đó là ở bên Cellphone S. Chỗ này chắc chắn là các bạn cũng rất là quen thuộc đúng không ạ? Bên Cellphone S thì có 3 phiên bản là 128GB, là 256 và 512. Giá ở đây thì khá là giống với lại ở bên Thế giới di động. Giá ở đây cho iPhone 14 128GB là 24 triệu 990 nghìn, bản 256GB là 28 triệu và bản 512GB là 34 triệu. Ở đây thì họ có để là sau khi mà áp dụng cái khuyến mãi của họ ấy, thì cái giá cuối nó của nó chỉ còn khoảng, đối với lại iPhone 14 mà bản 128GB thì chỉ cái giá cuối chỉ còn khoảng 19 triệu này. Bản 256GB giá cuối còn khoảng 22 triệu và bản 512GB giá cuối còn khoảng 28 triệu. Ưu đãi thì có lên đời trị giá 1,5 triệu này, ưu đãi thanh toán 3 triệu. Cơ bản là chắc chắn là khi mua ấy, thì bên họ sẽ tư vấn cho các bạn kỹ về những cái phần ưu đãi này thôi. Nhưng mà ở đây thì các bạn có thể tham khảo trước, để đến đấy thì các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn đúng không nhỉ? Ngoài ra thì khi mà mua kèm với phụ kiện thì các bạn cũng sẽ được giảm đến 40% cái giá trị của phụ kiện. Ví dụ như là khi mua kèm ốp lưng này hay là tai nghe này, vân vân, Apple Watch. Đó, hầu hết là các sản phẩm khi mua kèm thì thường là những cái này thôi. Apple Watch này, rồi là cổ sạc này, tai nghe, ốp lưng, chỉ có vậy thôi. Ok, đến với lại địa điểm mua cuối cùng, thế là ở bên FPT Shop. Ở đây thì đối với lại iPhone 14 bản 128GB thì nó sẽ có 5 màu để các bạn lựa chọn: tím, xanh, đỏ, trắng và đen. Giá thì là 24 triệu 490 nghìn cho phiên bản 128GB. Bản 256GB có giá là 26 triệu và bản 512GB có giá là 329 triệu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm giá của iPhone 14 Pro này. 31 triệu là rẻ nhất cho phiên bản 128GB và 44 triệu là đắt nhất cho phiên bản 1TB. 14 Plus thì giá rẻ nhất bản 128GB là 27 triệu 500. Còn đối với lại bản 512GB là 34 triệu. Ở đây thì cả bốn nơi này nếu mà các bạn đặt trước thì sẽ vẫn phải cọc 1 triệu nhá, và nếu trả góp thì cũng phải cọc một trước 1 triệu. Thời điểm hiện tại thì chưa chỗ nào có hàng các bạn nhé, mình khẳng định là thời điểm hiện tại là chưa chỗ nào có cả. Và cái thời điểm này là các cái cửa hàng này người ta cho các bạn đặt hàng trước để người ta lên danh sách khách hàng và tư vấn cho các bạn nha. Đó,
Giá này thì là giá chính thức rồi, giá này giá chuẩn luôn rồi các bạn nhé. Giá này giá chính thức rồi, chỉ có điều là hàng thì hiện tại chưa có. Mà người ta đang là cái thời điểm này là để các bạn đặt hàng trước. Đó, đây này, ở bên FPT Shop thì nó có một cái chương trình là tên chương trình là đặt trước iPhone 14 series nhận hàng sớm nhất. Thời gian bắt đầu từ mùng 7 tháng 10 đến 13 tháng 10 này. Thì mình để ý rồi, cả bốn cái cửa hàng vừa xong thì đều cho các bạn đặt hàng từ mùng 7 tháng 10 đến 13 tháng 10 này. Đó. Nhận hàng thì cũng khoảng thời gian này thôi, nhận hàng sớm nhất từ 0 giờ 0 phút ngày 14 tháng 10. Cái sản phẩm áp dụng thì là 4 chiếc điện thoại trong series iPhone 14 rồi. Khuyến mãi ở bên FPT Shop này thì là tặng phiếu mua hàng sen đỏ 1 triệu này. Tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu áp dụng mua các phụ kiện dịch vụ tại FPT Shop trừ thu hộ này, thẻ cào, thẻ nạp. Đó, bảo hành 2 năm chính hãng, thu cũ đổi mới trợ giá 15% lên đến 3 triệu đồng. Giảm ngay 5% tối đa 1 triệu khi thanh toán qua VNPay QR, giảm 50% hệ sinh thái Apple mua kèm. Đó. Số tiền cọc là 1 triệu thì vừa nãy mình có nói rồi. Ngoài ra nếu mà các bạn cần hỗ trợ thêm cái gì thì có thể liên hệ qua tổng đài miễn phí nhé. Tổng đài miễn phí 1800 6601 để được FPT Shop hỗ trợ đặt trước này. Ok, ở đây thì mình làm một cái bảng giá chung để tổng hợp lại giá của từng chiếc điện thoại trong series iPhone 14 ở bốn cái nơi vừa sau mình đã nhắc đến cho các bạn đấy. Các bạn có thể xem ở đây để cho nó trực quan và dễ so sánh hơn nhé. Còn cái khuyến mãi ưu đãi thì mình không tiện cho vào cái bảng này bởi vì nó hơi nhiều một chút. Thì các bạn có thể thông qua cái đường link trang để trong phần mô tả để có thể xem kỹ lại nha. Ok, sau khi kết thúc cái bảng tổng hợp giá này thì mình cũng dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.